Làm chả cá chiên bằng cơm nguội có ai thử chưa? Nguyên liệu như thế này đây, đầu tiên bỏ cơm nguội vô trong cái máy xay, xay đều, quay đều, quay đều. Bao giờ nó nát bấy gì đó, nó hư cái máy xay giống như nhà tôi là thành công rồi. Xong cái bỏ bột mì vô, bỏ cơm vô cho nó đỡ dính chứ không có gì trơn. Rồi bỏ bột chiên giòn, chiên ơ, rồi quấy đều, quấy đều, nó ra cái quện cục như vậy nè. Rồi cái nguyên liệu hồi nãy nó rút hết vô trong nồi đi. Rồi cái đập trứng, đập ơ, rồi quện vô, quện. Bao giờ nó dính cục như vậy đó. Thích ăn hành thì bỏ, còn không thích cũng bỏ luôn. Rau trộn bao giờ mà nó rã cái tay ra như vậy thì ok. Rải một miếng bột mì còn lại vô trong đây luôn. Thấy tôi quấy là thấy vui rồi chứ gì. Rau xong múc cái hỗn hợp vô trong cái bị. Trời ơi, cái khúc này ai muốn nghĩ gì nghĩ nha. Tôi không biết à. Cắt cái bịch đầu ra nè. Xong cái chế dầu vô nó nóng rồi. Xong mấy bà thích giò viên thì giò viên, còn hả thích cắt như gì thì cắt, không thích cắt thì nhúc nguyên cái bịch vô luôn. À, khúc này nó cũng đẹp chứ bộ. Trời ơi, tôi làm mà. Trời ơi, làm vô cái gì cũng thấy đẹp hết trơn á. Tự nhiên nó ra thành phẩm thấy giống khoai chiên hơn là cá viên chiên nha. Rồi bây giờ coi và cảm nhận nha. Không có giống chả cá nha. Đừng có làm nha. Mệt, làm mệt lắm. Dở. Quay clip chỉ vậy thôi chứ không được làm theo nha. Mệt dữ lắm.